Chào quý vị và các bạn đến với bản tin buổi 18 giờ thứ sáu ngày 13 tháng 1 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Ninh Thuận dành gần 5 tỷ đồng thu hút nhân tài ngành kinh tế trọng điểm giai đoạn 2022-2025. Đắk Nông, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt và vượt kế hoạch hơn 1.727 tỷ đồng. Nông dân Khánh Hòa phấn khởi vào vụ hoa Tết. Lào Cai miễn phí kit hóa chất xét nghiệm RT-PCR cho người dân có nhu cầu và một số thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành quyết định số 07 ngày 10 tháng 1 năm 2023 về quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2022-2025. Theo đó, trong 3 năm tới, Ninh Thuận sẽ dành gần 5 tỷ đồng thu hút nhân tài ngành kinh tế trọng điểm. Theo đó, tỉnh Ninh Thuận thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh với số lượng 35 người, trong đó lĩnh vực năng lượng sạch 2 người, du lịch đẳng cấp cao 2 người, nông nghiệp đặc thù ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến 22 người, kinh tế đô thị 9 người. Về hình thức tuyển dụng, tỉnh Ninh Thuận sẽ xét tuyển đối với tiến sĩ, thạc sĩ, sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, tiếp nhận các đối tượng là công chức, viên chức từ ngoài tỉnh về công tác tại tỉnh. Để thu hút nhân tài, ngoài việc được cơ quan tiếp nhận ưu tiên bố trí công việc phù hợp với năng lực, sở trường, tỉnh Ninh Thuận còn thực hiện chế độ thu hút bằng hỗ trợ tiền một lần ngay sau khi về công tác. Cụ thể, tỉnh sẽ hỗ trợ cho giáo sư với số tiền 400 triệu đồng, phó giáo sư là 350 triệu đồng, tiến sĩ là 300 triệu đồng, thạc sĩ sinh viên là 120 triệu đồng. Tổng kinh phí thực hiện chương trình dự kiến 4,92 tỷ đồng. Năm 2022, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Nông theo giá hiện hành đạt trên 15.045 tỷ đồng, đạt và vượt kế hoạch hơn 1.727 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng ước cả năm đạt 5,21%, đạt và vượt kế hoạch 4,58%, cao nhất trong 3 năm gần đây. Tỷ lệ đáp ứng cho diện tích có nhu cầu tưới ước đạt 82%, đạt 100% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh ước đạt 92%, đạt 100% kế hoạch. Nông thôn mới mỗi xã đạt bình quân 16,5 tiêu chí. Giá trị sản xuất trung bình trên 1 hectare đất nông nghiệp ước đạt 90 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch. Diện tích nông nghiệp ứng dụng công nghệ tiên tiến ước đạt 2.423,17 hectare, đạt 106,2% kế hoạch. Trong năm 2023, ngành nông nghiệp Đắk Nông cần tập trung phát triển kinh tế rừng thông qua các hình thức như chi trả dịch vụ môi trường rừng, trồng dược liệu dưới tán rừng, phát triển cây mắc ca, cây đa mục đích, cho thuê môi trường rừng, du lịch sinh thái, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, chiến lược phát triển lĩnh vực lâm nghiệp, chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025, đề án nâng cao độ che phủ rừng, đề án tăng cường quản lý bảo vệ rừng, gắn trách nhiệm lực lượng kiểm lâm với chủ rừng. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán. Tại làng hoa Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, làng hoa Tết lâu đời tại Khánh Hòa hiện đã tấp nập các chuyến xe đưa hoa cúc thương phẩm ra thị trường. Sau 2 năm tiêu thụ khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, vụ hoa Tết Quý Mão 2023 đang có nhiều tín hiệu vui, vừa được mùa, vừa được giá nên hầu hết nông dân địa phương đều rất phấn khởi. Năm nay, tổ hoa cúc Phong Phú 2, phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa chuẩn bị khoảng 45.000 chậu hoa thương phẩm đưa ra thị trường tiêu thụ trong dịp Tết. Theo các nhà vườn, sản lượng hoa năm nay tăng hơn 5.000 chậu so với cùng kỳ năm ngoái. Những ngày qua cũng là thời điểm hoa chuẩn bị xuất bán. Gặp thời tiết mưa liên tục nên công tác chăm sóc càng tất bật và kỹ lưỡng hơn mọi năm để giữ cho hoa cúc không bị rụng nụ, thân và rễ cây luôn được ổn định. Nhờ đó, tỷ lệ chậu hoa đạt yêu cầu đưa ra thị trường dịp Tết Quý Mão năm nay đạt hơn 95%. Tình hình mà tiêu thụ bông năm nay á là từ ngày mùng 10 âm lịch là có số thương lái ở các tỉnh như ở thành phố Hồ Chí Minh là người ta đã ra người ta nhận vào trong thành phố Hồ Chí Minh. Rồi đến ngày hôm nay là bắt đầu là bà con giao bông tiếp cho các tỉnh là lần lượt giao đến ngày 20, 21, 22, 24. Điều làm người trồng hoa phấn khởi hơn khi giá bán mỗi chậu hoa cúc năm nay đã tăng cao hơn so với năm ngoái. Cụ thể, với các chậu kích thước lớn, giá bán tại vườn dao động từ 1,3 đến 3,5 triệu đồng một chậu. Loại nhỏ hơn giá bán từ 250 đến 400 ngàn đồng một chậu. Bình quân với khoảng 1.000 chậu hoa, sau khi trừ đi chi phí sản xuất, nông hộ thu lợi nhuận từ 50 đến 60 triệu đồng.
Hiện nay theo các nhà vườn, hơn 90% sản lượng hoa cúc Ninh Giang đã được thương lái đặt mua, trong đó chủ yếu đưa đi tiêu thụ trong tỉnh và tại các địa phương khác như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Ninh Thuận và Gia Lai. Đối với hội thì tạo mọi điều kiện cho bà con trồng hoa là tiếp cận các nguồn vốn vay, cũng như là vốn vay ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn, vốn vay quỹ hỗ trợ nông dân các cấp, nói chung là cũng phần nào hỗ trợ kinh phí cho bà con trong cái đầu tư sản xuất. Rồi mặt khác thì từ năm 2017 cho đến nay thì được Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp công nhận cái làng nghề và cấp cái nhãn hiệu hoa tập thể hoa cúc Ninh Giang. Thì nhờ cái nhãn hiệu, cái thương hiệu này thì người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh biết đến, và cái số lượng hoa của Ninh Giang bán ra trên thị trường cơ bản tốt hơn các địa phương khác. Làng nghề hoa cúc Ninh Giang hiện có gần 130 hộ trồng hoa, mỗi năm sản xuất khoảng 50.000 chậu hoa cúc đại đóa và cúc pha lê. Sau 2 năm giảm sản lượng tiêu thụ do dịch bệnh COVID-19, người dân làng nghề đang rất phấn khởi trong vụ hoa Tết Quý Mão 2023. Thu nhập từ vụ hoa Tết năm nay cũng giúp cho không khí vui xuân đón Tết của nông dân địa phương càng thêm rộn ràng, hướng đến một mùa xuân ấm no, hạnh phúc. Tính đến ngày 11 tháng 1 năm 2023, đã có 12.000 cây rừng. Dự án Sống Khỏe, Góp Xanh được trồng ở Ninh Thuận. Đây là chiến dịch trồng rừng trong khuôn khổ các hoạt động chung sức hưởng ứng trồng 1 tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh, được công ty trách nhiệm hữu hạn Panasonic Việt Nam và Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp triển khai thực hiện từ ngày 1 tháng 11 năm 2022 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023 tại 13 tỉnh, thành phố trong cả nước. Cây được trồng tập trung ở các khu bảo tồn, khu vực đồi núi trọc. Tại Ninh Thuận, chương trình triển khai trồng 3 hectare rừng tại vườn quốc gia Núi Chúa với 12.000 cây, chủ yếu là loại cây chịu hạn thích nghi với điều kiện khí hậu ở Núi Chúa như phi lao, thanh thất. Việc hoàn tất trồng 12.000 cây xanh góp phần giúp Ninh Thuận đạt mục tiêu trồng 8.966.000 cây xanh giai đoạn 2021-2025 nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, hạn chế tác động tiêu cực do biến đổi khí hậu và cải thiện đời sống của người dân vùng khô hạn. Bản tin tiếp tục với những nội dung về công tác chăm lo Tết cho người nghèo. Sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức chương trình Tết Sum vầy Xuân gắn kết, tặng quà cho đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tham dự có đồng chí Châm Mai Lấy Thị Thủy, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Tại buổi họp mặt, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 170 suất quà, mỗi suất gồm phần quà 300.000 đồng và 1 triệu đồng tiền mặt cho 170 đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên công đoàn và người lao động trong dịp Tết đến xuân về, qua đó động viên khích lệ đoàn viên hăng say lao động sản xuất và gắn bó hơn với doanh nghiệp và tổ chức công đoàn. Sáng nay, Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận, Vietcombank tặng quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo và gia đình dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải. Tại đây, lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh và lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận, Vietcombank đã trao 50 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo ở ba thôn Cầu Gãy, Đá Hang và Vĩnh Hy, mỗi suất quà 500.000 đồng. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đời sống kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn sau đại dịch COVID-19, tuy nhiên đối với những hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các xã vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thì Tết năm nay lại là một cái Tết ấm áp nhất từ trước đến nay, khi mà bà con được đón Tết Nguyên Đán Quý Mão trong những ngôi nhà khang trang được xây dựng từ nguồn quỹ vì người nghèo. Gia đình chị Tạ Búng Mi Nga ở thôn Lâm Bình, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn là hộ nghèo của địa phương. Không có đất sản xuất, một mình nuôi hai con nhỏ, cuộc sống chỉ dựa vào việc làm thuê làm mướn nên chưa bao giờ chị Nga dám mơ đến một ngôi nhà kiên cố. Vì vậy, khi được chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng ngôi nhà đại đoàn kết vào những ngày cuối năm 2022, chị đã không giấu được niềm vui. Có tôi ở trên thôi, chứ xung quanh thì không có cái gì để che hết á. Giờ cũng có cái nhà mới rồi, giờ ổng không có được ở thì hai mẹ con ở. Cũng cảm ơn các cô, các chú, các tỉnh, huyện đã giúp. Gia đình chị Nga nằm trong số 1.000 hộ gia đình chưa đạt chuẩn về nhà ở trên địa bàn huyện Ninh Sơn, được hỗ trợ xây nhà từ Quỹ vì Người Nghèo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm. Công trình được thiết kế theo mẫu nhà ba cứng, nền cứng, mái cứng, vách cứng
với giá trị hỗ trợ từ 50 đến 75 triệu đồng mỗi năm. Chỉ tính riêng trong năm 2022, địa phương đã xây dựng được 120 căn với tổng kinh phí hơn 8 tỷ đồng. Xác định cái việc mà tài trợ của về việc xây dựng cái nhà đại đoàn kết này thì rất là có ý nghĩa đối với bà con có hoàn cảnh khó khăn. Thì ngay khi nhận được thông báo thì Agribank Ninh Sơn đã phối hợp với các cơ quan ban ngành tại địa phương và đặc biệt là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ninh Sơn để phối hợp kịp thời và có hiệu quả và đúng theo quy định để mà tài trợ cho bà con cái căn nhà đó. Đến giờ này là đã bàn giao 120 căn, trong đó nguồn tài trợ của Mặt trận tỉnh và của các nhà tài trợ lớn là từ 50 đến 60 triệu. Sắp tới là ngoài việc là vận động đầu tư những cái nhà cho những cái hộ có nhu cầu về nhà ở, những hộ nghèo tiếp tục vận động để sửa chữa nhà để cho bà con tiến tới năm 2025 là các xã nông thôn mới đạt chuẩn về nhà ở và huyện trở thành huyện nông thôn mới. Với phương châm, ở đâu có người nghèo là ở đó có sự hỗ trợ, sẻ chia, có những tấm lòng yêu thương đùm bọc. Năm 2022, Quỹ vì người nghèo, do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động đã nhận được sự tham gia ủng hộ của doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm, các tổ chức tôn giáo trong và ngoài tỉnh với số tiền trên 15 tỷ đồng. Từ nguồn vận động được, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hỗ trợ kinh phí xây dựng gần 400 căn nhà đại đoàn kết với trị giá gần 18 tỷ đồng. Những căn nhà thơm mùi sơn mới được bàn giao như nhân lên niềm tin và động lực để những người nghèo hướng đến những mùa xuân tươi sáng ở phía trước. Theo chỉ tiêu năm 2022 là xây dựng 200 căn. Đến nay chỉ tiêu này đã vượt, đã đạt được là 397 căn. Và hiện nay đang xúc tiến nhanh hoàn thiện các cái căn nhà cho người nghèo để bà con người nghèo nhân dịp Tết Quý Mão năm 2022 có được mái ấm để có thêm cái điều kiện vui xuân đón Tết. Và qua cái việc triển khai này, cái thông điệp cần hướng đến đó là khi Tết đến xuân về thì không có ai không có Tết và không có ai bị bỏ lại phía sau. Hành trình lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp về người nghèo đang được phát huy bằng sức mạnh của tinh thần đoàn kết, bầu ơi thương lấy bỉ cùng, thương người như thể thương thân. Xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo là chương trình mang tính nhân văn sâu sắc, có thể mức hỗ trợ xây dựng nhà từ nguồn quỹ về người nghèo tuy không lớn, nhưng với những hộ nghèo, đó là món quà vô cùng ý nghĩa trong dịp Tết Nguyên Đán này. Nó chứa đựng nghĩa tình sẻ chia, đùm bọc của cộng đồng dành cho hộ nghèo, giúp bà con có thêm điều kiện để vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Thực hiện thông báo số 3364 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận về việc nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023, học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh được nghỉ Tết từ ngày 20 tháng 1 năm 2023 đến hết ngày 29 tháng 1 năm 2023, tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày 8 tháng Giêng năm Quý Mão. Riêng cán bộ công chức viên chức người lao động trong ngành giáo dục tỉnh Ninh Thuận được nghỉ Tết từ thứ Sáu ngày 20 tháng 1 năm 2023 đến hết thứ Năm ngày 26 tháng 1 năm 2023, tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày 5 tháng Giêng năm Quý Mão. Các cơ quan đơn vị trường học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí sắp xếp các bộ phận trực cơ quan 24/24, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức nhân dân. Thực hiện nghị quyết số 48 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai về quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025. Theo đó, học sinh sinh viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh sẽ được hỗ trợ đóng 60% mức đóng bảo hiểm y tế. Cụ thể, ngoài mức hỗ trợ của Trung ương 30%, ngân sách tỉnh Gia Lai còn hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên là đồng bào dân tộc thiểu số. Để được hỗ trợ 60% mức đóng bảo hiểm y tế, học sinh sinh viên là người dân tộc thiểu số phải có mức đóng và tham gia bảo hiểm y tế tại trường với phương thức đóng 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng. Như vậy, sau khi trừ 60% mức đóng bảo hiểm y tế được nhà nước hỗ trợ, học sinh sinh viên là người dân tộc thiểu số phải đóng 40% mức còn lại. Theo quy định hiện hành, mức đóng 40% bảo hiểm y tế còn lại của học sinh sinh viên là người dân tộc thiểu số là 26.830 đồng trên một tháng, 80.460 đồng trên 3 tháng và 160.920 đồng trên 6 tháng.
321.840 đồng trên một năm. Với mức hỗ trợ được điều chỉnh tăng so với trước đây sẽ là điều kiện thuận lợi cho học sinh sinh viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, qua đó đảm bảo 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế theo quy định. Chuyển sang những nội dung khác, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa có thông báo sẽ áp dụng chính sách giá vé mới cùng nhiều chương trình giảm giá khi mua sang ngày đi tàu từ 0 giờ ngày 13 tháng 2 đến ngày 26 tháng 4 năm 2023. Bộ vé áp dụng cho tất cả các loại chỗ, loại tàu. Giá vé ghế phụ bằng 80% giá vé loại chỗ thấp nhất quy định trong bảng giá vé tính sẵn. Hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 5 đến 9 ngày được giảm 5% giá vé. Trước 10 đến 19 ngày được giảm 10%. Trước 20 đến 39 ngày được giảm 20%. Trước từ 40 ngày trở lên được giảm 30%. Tuy nhiên, chính sách giảm giá này không áp dụng với loại chỗ giường nằm, khoang 4 giường tàu SE3. Các quy định về việc miễn giảm giá vé, quy tròn giá vé, phí bảo hiểm hành khách, giá vé chỗ ngồi hoặc giường nằm, trả lại tiền chênh lệch cho hành khách vẫn áp dụng theo quy định hiện hành. Ngày 10 tháng 1 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành văn bản số 101 về việc miễn phí kit hóa chất xét nghiệm RT-PCR cho người dân có nhu cầu. Theo đó, khi người dân xét nghiệm sẽ được miễn phí tiền kit hóa chất, còn lại tiền phí lấy mẫu bảo quản bệnh phẩm và phí xét nghiệm trả kết quả sẽ được tính theo giá phí quy định. Việc thực hiện lấy mẫu sẽ do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và các đơn vị đủ điều kiện xét nghiệm RT-PCR thực hiện. Trước đó, Sở Y tế Lào Cai đã có tờ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai về việc đề nghị sử dụng kit xét nghiệm từ nguồn tài trợ và chia sẻ kit xét nghiệm PCR COVID-19 từ tỉnh Bắc Giang để phục vụ công tác phòng chống dịch. Để đảm bảo công tác xét nghiệm được kịp thời và hiệu quả, trong thời gian thực hiện quy trình mua sắm vật tư, sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm, Sở Y tế đã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép sử dụng 5.000 kit từ nguồn tài trợ từ dự án tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 để phục vụ nhu cầu xét nghiệm của người dân. Sau khi hết nguồn tài trợ, thì việc xét nghiệm sẽ được thu phí theo quy định hiện hành. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự 48 giờ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thuận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết.